Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi những chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta lặng lẽ lập những chiến công. Nhiều chiến sĩ tình báo đã trở thành huyền thoại có 102 trong lịch sử quân sự Việt Nam, được Tổ quốc mãi mãi ghi công, được nhân dân đời đời ghi nhớ. Trong số đó có nhà tình báo Đặng Trần Đức, hay còn được biết đến với cái tên ông Ba Quốc, một điệp viên lỗi lạc và là người thầy có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Không chỉ là điệp viên siêu hạng bậc nhất của Việt Nam, phía sau ông Ba Quốc còn là một câu chuyện dài thấm đẫm nước mắt về sự hy sinh cao cả của gia đình ông đối với cách mạng. Ông Ba Quốc tên thật là Đặng Trần Đức, sinh năm 1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông được biết đến với bí danh Ba Quy, một trong bốn con át chủ bài chiến lược trong các mạng lưới tình báo hoạt động trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Ba người còn lại đó là Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ và Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Trước khi bắt đầu hoạt động tình báo, con đường tham gia cách mạng của ông Ba Quốc được tóm tắt như sau. Tháng 5 năm 1945, khi mới 23 tuổi, ông bắt đầu tham gia phong trào Việt Minh tại khu Hàng Chống, Hà Nội. Khi cách mạng tháng 8 thành công, ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời xã Thanh Trì, Hà Nội. Tháng 12 năm 1945, ông tham gia vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Tháng 4 năm 1946, ông vào đội công an xung phong phụ trách truy nã, chấn áp những kẻ phản động. Thời kỳ kháng chiến toàn quốc, ông làm trung đội trưởng công an xung phong ở mặt trận Khâm Thiên, sau đó là khu trưởng Đức Hòa trong Ủy ban di cư Thanh Sơn, phụ trách và hướng dẫn đồng bào tản cư từ Hà Nội về khu 4. Sát bên cạnh ông Ba Quốc trong những ngày đất nước mới giành độc lập, tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trong lực lượng công an xung phong tại Hà Nội, rồi vật lộn với cuộc tản cư lớn từ thành thị ra chiến khu những ngày đầu kháng chiến, là người nữ đồng chí và sau này cũng là vợ của ông, bà Phạm Thị Thanh. Có lẽ những năm tháng tản cư ngắn ngủi thời tuổi trẻ sôi nổi này lại là đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà. Đó là thời gian bà được sống gần chồng nhiều nhất trong suốt cuộc đời hơn mấy chục năm làm vợ. Niềm vui hạnh phúc lứa đôi vừa chớm nở, đứa con đầu lòng chào đời chưa đầy một tháng thì ông Ba Quốc nhận quyết định từ Sở Công an Hà Nội để vào thành hoạt động tình báo. Vì nhiệm vụ mới, tháng 5 năm 1950, ông Ba Quốc được tổ chức đưa về Hà Nội, lúc bấy giờ đang bị địch tạm chiếm. Với danh nghĩa là dân hồi cư, tìm vợ con thất lạc, tổ chức bố trí cùng đi với ông có một người tên là Đặng Văn Hàm, con rể của ông Đàm Y, quận trưởng quận 1, khu Hàng Chống. Thông qua nhân vật Đàm Y, ông trở thành công an viên trong bộ máy chiếm đóng của Pháp ở Hà Nội, bắt đầu quá trình tạo vỏ bọc, chuẩn bị cho những hoạt động tình báo lâu dài của mình. Nhờ thiết lập được mối quan hệ thân tình đặc biệt với ông Đàm Y, ông Ba Quốc gặp thuận lợi trong việc khai lý lịch và làm thẻ căn cước mới với một cái tên mới. Trong lý lịch khai ở nhà cảnh sát và công an Bắc Việt, tên mới của ông là Nguyễn Văn Tá. Thời gian này, ông mất liên lạc với tổ chức và đã nhiều lần liều lĩnh tìm cách bắt liên lạc. Nhưng phải đợi đến 3 năm sau, qua 3 lần bố trí người liên hệ khi làm đồn trưởng công an Từ Sơn, ông Ba Quốc mới móc nối được với tổ chức. Khi ông Ba Quốc nối lại liên lạc với tổ chức cũng là lúc ông nhận được tin vợ con ông đã được tổ chức bố trí đưa vào sống ở nội thành Hà Nội. Cuộc trùng phùng diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hai người đã là vợ chồng hợp pháp từ năm 1947, đã có với nhau một mặt con. Nhưng trong hoàn cảnh này, ông đành ngậm ngùi nói với bà rằng họ chỉ có thể gặp nhau trong bí mật, lén lút, chứ không thể sống hợp pháp, công khai. Vì thương chồng, bà Thanh gật đầu chấp nhận, không một lời than, chỉ cốt mong sao chồng mình được bình yên, thân phận không bị lộ để hoàn thành công tác được tổ chức giao phó. Rồi xóm lao động Bình Yên, nơi vợ con ông Ba Quốc trú ngụ trong một hẻm sâu ở Hà Nội, bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao. Cô Thanh bán hàng xén tần tảo nuôi con ngày nào, trong mắt họ giờ bỗng trở thành một người đàn bà không đứng đắn, không chồng mà chửa. Mặc kệ những lời ong tiếng ve, bà Thanh vẫn âm thầm hạnh phúc với mái ấm riêng của mình. Vẫn không thôi nhắn nhủ chồng hãy yên tâm công tác,
đừng bận lòng đến mẹ con bà. Đứa con trai thứ hai của ông Ba Quốc chào đời không bao lâu thì chiến dịch Điện Biên Phủ bùng nổ. Cả nước sống trong không khí náo nức của những ngày vui đại thắng. Cũng lúc này, bên cạnh việc báo tin tức về tình hình chính trị ở Hà Nội, ông Ba Quốc được lệnh của cấp trên chuẩn bị để theo đoàn di cư vào Nam, tiếp tục hoạt động trước nguy cơ đất nước bị chia cắt lâu dài. Vỏ bọc của ông Ba Quốc cho đến giờ phút này là khá hoàn hảo, nếu không kể đến một sơ sẩy bất ngờ và nguy hiểm trước đó. Khi cùng giao thông viên trên đường trở về chiến khu để học tập và nhận chỉ thị mới, đến vùng giáp ranh, cả hai dẫn phải bãi mìn và bị thương, được đưa vào điều trị tại bệnh viện Nhã Nam 14 ngày. Lúc trở về Hà Nội, ông bị Vũ Đình Lý, trưởng công an Hà Nội nghi ngờ. Vũ Đình Lý cho lập hồ sơ nghi vấn, ông là nhân viên an ninh, được Việt Minh phái vào thành hoạt động, giao cho cấp dưới liên tục theo dõi. Vào thời khắc này, nếu đơn thương độc mã vào Nam, ông Ba Quốc có nguy cơ bị lộ tung tích, vì hồ sơ nghi vấn ông là Việt Minh vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, vợ chồng Đàm Y, quận trưởng quận 1 ở Hà Nội lại có ý gá nghĩa cho ông với người cháu gái của họ để chuẩn bị một cuộc di cư vào Nam đang sắp sửa bắt đầu. Trong tình hình đó, tổ chức đề nghị ông Ba Quốc nên thuận theo ý sắp đặt của nhà Đàm Y để giải quyết tận gốc hồ sơ Việt Minh nằm vùng, đồng thời củng cố vỏ bọc vững chắc cho chặng đường hoạt động gian nan và lâu dài ở phía trước. Sau nhiều ngày đắn đo, ông Ba Quốc quyết định nói thật với vợ mình. Điều ông không ngờ là vợ của ông đã quyết định đặt lợi ích của đất nước lên trên cả hạnh phúc lứa đôi. Khi nghe chồng chia sẻ về nhiệm vụ tổ chức giao vào Nam hoạt động, phải lấy vợ khác để tạo vỏ bọc tốt nhất, bà Thanh đã lặng lặng gật đầu. Nhưng với điều kiện, ông Ba Quốc phải trao lại đôi hoa tai, quà cưới trước đây của bà, cho người vợ sau và phải ghi trên giấy tờ vợ sau là vợ kế. Về chú Ba Quốc phải nói thế này, không thể nói đúng hay sai, không thể lý giải và tình cảm về việc của chú có hai gia đình như vậy, mà cái việc ấy nó là số phận. Cái số phận nó áp lên ông bây giờ, và ông sống chung với cái số phận, thì sống chung với cái mà số phận đã dành cho ông buộc lòng mình như thế, không ai muốn như thế cả. Từ cái gật đầu của bà Phạm Thị Thanh, ông Ba Quốc đã nén lòng với người vợ sau. Theo lời đề nghị của tổ chức, người cùng người vợ sau vào Nam với vỏ bọc mới để hoạt động tình báo. Phần 1 của câu chuyện về nhà tình báo Đặng Trần Đức, tức ông Ba Quốc, xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong số thứ 2 với nội dung về chặng đường hoạt động tình báo của ông Ba Quốc tại miền Nam Việt Nam.